Xin chào tất cả mọi người, xin chào cô chú anh chị và tất cả những ai đang xem cái video ngày hôm nay của Khánh nha. Thì hôm nay thì cũng một ngày bình thường như bao ngày khác thôi. Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thì cũng trời cũng sắp mưa rồi. Lúc trưa thì đang nắng nhưng mà giờ thì cũng chuẩn bị mưa rồi mọi người. Đó thì trời đang rất là âm u. Đó. Thì nhà Khánh hôm nay buổi trưa nắng thì cũng có là một ly chè, nấu chè đậu xanh và hạt sen. Đó thì mẹ vừa mang lên cho Khánh một ly thế này. Thì xin mời tất cả mọi người ăn chè nha. Trời nắng thế này chỉ có ăn chè mới mát thôi. Chè là chè đậu xanh và hạt sen cùng với cái nha đam mà mẹ Khánh trồng á. Đó thì mẹ mới mang cho hai anh em một người một ly thế này ăn. Đó, rất là ngon nha. Mời tất cả mọi người. Đó, trời nắng ăn chè rất là tốt. Mẹ nấu vừa ăn nên ăn cảm thấy cũng ngon mà. Trời nắng thế này ăn đậu xanh rất là mát cho cơ thể mọi người. Thì vừa rồi á, clip tuần trước anh có làm về cái chủ đề cách để mình thay đổi bản thân để có cuộc sống tốt hơn ấy, thì Khánh nhận được một số phản hồi cũng rất là tích cực đến từ cô chú chị và tất cả mọi người đã xem. Thì Khánh thấy có một số khán giả comment là Khánh hãy tiếp tục chia sẻ những cái mà Khánh có thể mang lại cho mọi người cái sự tích cực và cái lạc quan trong cuộc sống á. Thì ngoài những cái hình ảnh mà Khánh chia sẻ, những cái câu chuyện mà Khánh cũng đã chia sẻ cho mọi người á, thì Khánh thấy mọi người cũng rất là quan tâm đến những cái video mà Khánh làm hôm trước, nên hôm nay Khánh cũng muốn chia sẻ đến mọi người một cái chủ đề mới nữa. Đó, thì chủ đề này cũng rất là thú vị, nên là Khánh rất là mong mọi người hãy lắng nghe và cùng nghe Khánh có thể chia sẻ những cái ý kiến cá nhân của Khánh cũng như cái kiểu như là cái trải nghiệm của Khánh á. Đó, thì bây giờ Khánh sẽ ăn hết ly chè này cái đã. Đó, bởi vì là chè này ăn chứ không một chút nữa nó sẽ hết lạnh hết mát, nó sẽ không ngon, nên là Khánh sẽ ăn chè này một chút nữa. Khánh sẽ chia sẻ mọi người nghe câu chuyện rồi cả những cái chủ đề sắp tới Khánh sẽ chia sẻ cho mọi người nha. Thì Khánh mới ăn xong cái ly chè của mẹ mới đưa lên cho Khánh ăn hết luôn, bởi vì trưa nắng á, ăn nó nhanh nữa. Đó, thì hôm nay Khánh sẽ chia sẻ cho mọi người một cái chủ đề nó liên quan về cái lúc tình hình hiện tại đang xảy ra, đó là tình hình dịch bệnh đang xảy ra như vậy đó. Đó, thì có bao giờ mọi người cảm thấy là trong cái khoảng thời gian gần đây mọi người cảm thấy rất là mệt mỏi, khó chịu và cảm thấy hoang mang, bế tắc, bởi vì là mình đang rơi vào một cái hoàn cảnh nó hết sức là gò bó, mệt mỏi. Đó, có bao giờ mọi người tự đặt câu hỏi là mình cảm thấy nó mệt, nó làm cho mình mệt mỏi không? Đó, chứ Khánh thì riêng Khánh thì Khánh cảm thấy là thời gian gần đây nó cũng làm cho mình, làm cho cái tinh thần của mình nó cũng không mấy là thoải mái. Đó, Khánh cũng có cảm giác như vậy. Đó, xong thì mình, Khánh cũng suy nghĩ nhiều lắm. Khánh suy nghĩ là nếu như cái tình hình này nó cứ xảy ra mãi như vậy, rồi mình sẽ làm gì? Lúc đó Khánh cũng đau đầu. Khánh bảo nếu như mà dịch nó cứ kéo dài như vậy, không biết tương lai của mình thế nào rồi. Bây giờ công việc của mình sau nó sẽ như thế nào tiếp theo? Đó. Rồi khi mà công việc hàng hóa nó mình bỏ, mình còn rất là nhiều, mình không biết phải làm sao để bán được hết nếu như mà cái dịch như thế này. Đó, đó là cái cảm giác của Khánh. Khánh cũng cảm thấy rất là lo lắng và rất là lo sợ cho cái tính mạng của mình luôn. Bởi vì bây giờ mọi người thấy không ạ, các ca nhiễm nó càng ngày càng cao, làm cho mình cảm thấy cũng rất là sợ luôn. Sợ là mình là một trong số đấy. Đó, tự nhiên là mình có cảm giác hoang mang và lo sợ, sợ cho chính bản thân mình và sợ cho gia đình của mình luôn. Đó, sợ lắm. Đó, bởi vì là Khánh đọc rất là nhiều thông tin, nó làm cho mình, nó cái đầu óc của mình nó bị rối bời, mà mình không có định hướng được sau này như thế nào, và làm cho mình cảm thấy lo sợ hoang mang. Đó, đó, thì mọi người không biết có cái cảm giác đó giống như Khánh không.
chứ Khánh là Khánh cảm thấy cũng rất là lo lắng và lo sợ. Khi mà Khánh cảm thấy là hiện tại thì Khánh cũng không phải là đến mức là phải không có nhà để ở hay là không đủ đồ ăn uống này kia đó, mà mình còn cảm giác lo sợ, mình cảm giác nó mệt mỏi, mình lo lắng cỡ đấy. Thì Khánh thử đặt mình vào những hoàn cảnh khác, đó là những cô chú công nhân, những người họ bán vé số, họ phải đi ngoài đường, họ kiếm từng miếng ăn hàng ngày đó, thì đủ biết là người ta chắc hẳn là phải gấp 5, gấp 6 cái sự lo lắng hơn mình đó. Thì ra là Khánh cảm thấy là Khánh như vậy mà còn mệt mỏi lo sợ như vậy, còn huống chi là những cái người ở ngoài kia đó. Thì những người công nhân họ không đi làm, họ mất việc làm, họ không có tiền lương đó, thì họ sẽ không có tiền để chi trả cho những sinh hoạt hàng ngày, chẳng hạn như là tiền nhà đó, rồi tiền sinh hoạt hàng ngày ăn uống đó, rồi tiền cho con cái, ai mà có bé nhỏ nữa thì tiền chi phí rất là lớn nữa đó. Thì đủ hiểu xem cái áp lực của họ như nào, quá lớn đúng không ạ? Đó, có ai đang rơi vào cảnh như vậy không? Họ cực kỳ là áp lực, cực kỳ là lo lắng, cực kỳ là lo sợ, hoảng loạn đó. Đó là cảm giác mà mọi người thường, không phải thường, mà sẽ gặp nếu như đang ở hoàn cảnh đang lúc này dịch bệnh như này tại thành phố Hồ Chí Minh như này đó. Và Khánh cũng có làm những cái chuyến thiện nguyện vừa rồi tháng 8, Khánh có làm 2 chuyến thiện nguyện, thì Khánh cảm nhận được cái sự khó khăn của họ tột cùng đến cỡ nào luôn đó. Thì đủ biết xem họ rơi vào hoàn cảnh đó, xem họ đủ hiểu họ hoang mang lo sợ thế nào, bởi vì lúc đó là họ không còn tiền. Có những hoàn cảnh gọi điện cho Khánh bảo là em ơi, chị thực sự chị van xin em có thể hỗ trợ cho chị vài trăm thôi, chị mua thùng mì, chị mua ít gạo về để chị nấu cơm. Rồi thậm chí có những bạn rất là trẻ lấy nhau, bởi vì là công nhân, lấy nhau sớm và công việc chủ yếu là công nhân đó. Thì bây giờ dịch bệnh xảy ra, các nhà máy xí nghiệp đóng cửa, họ mất việc làm, là họ có một bé nhỏ, thực ra là họ mất việc làm, họ không có tiền để mà sinh hoạt hàng ngày, và bé nhỏ phải chịu cái cảnh đói khát, đói sữa. Và gọi đến cho Khánh nói là anh ơi, em giờ chỉ cầu mong xin một hộp sữa cho bé thôi. Mình cảm thấy rất là đau lòng và mình cảm thấy là mình rất bứt rứt, và mình cảm thấy rất là đau lòng thay cho họ. Bởi vì sao? Bởi vì là mình cảm thấy lo lắng thay cho họ luôn đó. Thì mình đặt vào thử những cái trường hợp như vậy xem, rơi vào hoàn cảnh đó mình có lo sợ và lo lắng hoảng loạn không? Chắc chắn có đó. Mình đang còn Khánh nói thiệt là Khánh đang còn như này là còn may mắn rất nhiều những hoàn cảnh như vậy rồi, mà mình còn thấy lo lắng, lo sợ, hoảng loạn cho cái cuộc đời của mình, cho cái tính mạng của mình, cho cái sự sống tiếp theo của mình như nào đó. Thì mọi người biết rằng những người như vậy thì chắc chắn họ phải lo cái sự lo lắng, hoảng loạn, hoảng sợ của họ đến gấp 5, gấp 6, gấp 10 lần mình, đúng không? Đó, bởi vì họ cảm thấy họ không còn chỗ nào để nương tựa nữa. Đó, đôi khi mình đang còn có sự nương tựa, đó là mình còn có gia đình bên cạnh, rồi mình còn có một chút tiền dư để mà mình trang trải cuộc sống trong cái lúc khó khăn ngoặt nghèo như này. Đó, thì mình còn cảm thấy nó nhẹ lòng hơn tí. Còn người ta họ không còn chỗ nào nương tựa luôn, bởi vì là tiền không có. Đó, tiền không có, rồi tiền nhà sắp phải đóng, rồi tiền sinh hoạt hàng ngày chuẩn bị phải mua bán lại, cái con cái nheo nhóc, rồi con cái khóc vì không có sữa, cảm thấy nó bất lực vô cùng đó. Khánh hiểu được đó là cái cảm giác mà mọi người, đa số mọi người đang phải gánh chịu ngay lúc này. Sau khi mà Khánh rơi vào cái cảm giác như vậy, Khánh cảm thấy như là mình đang trải qua một cái thử thách rất là lớn. Khánh nghĩ như vậy, bởi vì là bây giờ mọi người thấy không, đang mình phải bị sống eo hẹp, bó hẹp ở trong một cái khoảng không gian nhất định thôi, có thể là trong ngôi nhà của mình thôi. Đó, nó làm cho mình gọi là phải nó làm cho mình cảm giác khó chịu, bực tức đó. Nhưng mà sau khi Khánh suy nghĩ là nếu mình ở trong nhà lâu như vậy rồi sau này không làm được gì thì cuộc đời mình, tương lai của mình, công việc của mình như nào. Lúc đó Khánh suy nghĩ và Khánh tìm cách làm sao để mà mình tiếp tục bán hàng, rồi tiếp tục gồng gánh tiếp, để bởi vì là bây giờ Khánh ở đây, Khánh cũng phải, đối với cá nhân Khánh nhá, thì Khánh vẫn phải trả tiền nhà, một tháng ở đây là 10 triệu. Đó, đôi lúc Khánh suy nghĩ là bây giờ mình phải làm gì đấy. Công việc chính của mình là bán hàng, Khánh bán hàng online mọi người, phụ thuộc chính vào là cái nguồn lực đấy. Đó, Khánh thì nghĩ là bây giờ lần đầu tháng đầu tiên Khánh nghỉ thì Khánh cảm thấy bình thường lắm.
Khánh nghĩ là một tháng đầu tiên Khánh cảm chắc hết tháng này mình có thể bán lại được. Lúc đó tâm trạng của mình chưa chưa lo lắng lắm đâu. Nhưng mà sau khi mà 2 tháng đến tháng bây giờ tháng thứ 3 thì tự nhiên là 3 tháng liên tục mình trả tiền nhà cứ một tháng 10 triệu, tháng 12 triệu nhưng mà họ bớt có 2 triệu. Thành ra là cứ tháng 10 triệu như vậy 3 tháng là 30 triệu. Đó. Rồi chưa kể ăn uống chi phí nữa. Và tự nhiên mình cái cảm giác của mình lo lắng rồi. Giờ rồi lúc đó Khánh tìm cách, Khánh gọi là bây giờ mình phải làm gì để mà kiếm tiền tiếp đây. À, mình phải kiếm tiền để mà trả tiền nhà này kia chứ chứ bây giờ mình cứ vậy thì rồi kinh tế của mình bắt đầu là không có nữa thì làm sao. Đó thì đôi lúc Khánh cảm thấy mình phải làm gì đó, mình phải tiếp tục bán hàng hay là làm gì đó để tiếp tục công việc. Nhưng mà sau đi suy đi nghĩ lại, Khánh nghĩ là nếu mình cứ cố gắng như vậy, lỡ may mình không gọi là biết đâu đó cái sự rủi ro nó đến và cái lại làm cho mình thành một cái gánh nặng rồi thì khổ nữa. Đôi lúc Khánh nghĩ như vậy. Và gần đây Khánh có và tự nhiên Khánh bất chợt cái này gọi là sự ngẫu nhiên nha. Lúc mà Khánh đang gọi là bế tắc như vậy, Khánh tự cảm thấy nó làm cho mình, cho cái dòng suy nghĩ của mình đang gọi là lo lắng rồi bế tắc. Mọi người cứ bảo là Khánh lạc quan này kia nhưng mà đôi lúc Khánh cũng có cảm giác lo lắng, bởi vì trong lúc này không ai mà không lo lắng được. Lo lắng cho tương lai của mình, lo lắng cho công việc sắp tới của mình, lo lắng cho gia đình của mình, lo lắng cho tính mạng của mình. Đó, thế là bất chợt Khánh xem được một cái nội dung ở trên YouTube, anh nó chia sẻ. Và chia sẻ cái câu chuyện và chia sẻ cái một cái bộ phim mà anh đấy xem được, anh ấy chia sẻ lên trên Facebook và mình nghe được cái thông tin đó, mình tự nhiên nó làm cho Khánh cảm thấy nó nhẹ hơn. Bởi vì lúc đó Khánh đang gọi là tìm cách để gồng gánh, tìm cách để thoát ra cái sự khó khăn ngay lúc này. Bởi vì lúc đó mình đang rơi vào cái hoàn cảnh gọi là đang bị nhốt ở dưới cái sự một cái vùng gọi là bế tắc ở dưới này, và mình tìm cách để ngoi lên khi mà cái sự khó khăn vẫn đang còn lấp đầy, làm cho mình không thể vượt ra được. Đó thì mình tìm cách để vùng vẫy để thoát ra cái chỗ đấy. Khánh đang muốn là thoát ra. Đó, thoát ra trong cái sự bó buộc đấy. Đó. Gọi là như kiểu muốn lội ngược dòng, muốn lội ra, muốn thoát ra khỏi cái hố sâu đó, cái hố tắc, cái hố sâu thẳm đấy. Đó. Nhưng mà sau khi Khánh nghe xong anh nó chia sẻ, mình cảm thấy đúng. Tại sao mình phải vùng vẫy? Càng vùng vẫy thì mình càng có thể là dễ bị chết. Đó, bởi vì khi đó anh chia sẻ câu chuyện là một cái bộ phim ở bên Mỹ, bộ phim Mỹ nha. Đây Khánh sẽ kể câu chuyện đó luôn, có nghĩa là đó là những cái người lính đặc, những người lính được huấn luyện rất là chuyên nghiệp để trở thành người lính thực thụ. Đó thì họ, đó là một cái bài học rất là khốc liệt, có thể giết chết họ nếu như họ không tìm cách để thoát ra được. Đó là họ phải học bài học, đó là tất cả những người lính đó sẽ bị trói hết tay chân lại với nhau, có nghĩa là bị trói hết tay chân lại và họ bị thả vào một cái hồ bơi. Thì không biết mọi người xem bộ phim này chưa? Đó. Thì nếu ai xem rồi thì sẽ hiểu cái nội dung của cái bài tập luyện đó. Thì họ bị trói hết cả tay và chân, họ thả vào cái hồ bơi đó. Thì họ chỉ có trong vòng 5 phút làm sao giữ được cái mạng sống của họ trong khi bị trói tay trói chân như vậy, là họ sẽ trở thành người lính thực thụ và là chuyên nghiệp. Nếu như ai không vượt qua được thì họ sẽ coi như là bị chết luôn á. Nếu không lên được sau 5 phút mà họ không còn sống thì họ sẽ chết luôn á. Có nghĩa không ai cứu cả, phải tự mình cứu mình khi mình đang gọi là trong trạng thái bị bó buộc như vậy. Thì khi những người lính mà họ, bởi vì lúc cột tay cột chân họ không thể nào bơi được, khi đó họ sẽ tìm cách vùng vẫy. Những người nào họ không biết cách thì họ sẽ vùng vẫy, ra sức họ vùng vẫy để cố ngoi lên mặt nước. Nhưng mà chính cái sự vùng vẫy mạnh liệt như vậy thì đang tự giết họ. Bởi vì là sao, khi mà tay chân bị cột hết rồi, càng vùng vẫy thì cái nhịp tim của họ càng hoạt động mạnh và cái cơ thể của họ sẽ mất rất là nhiều năng lượng. Thành ra là họ càng vùng thì nó không phải cứ vùng vẫy mạnh nó sẽ lên cao, mà càng vùng thì nó càng chìm, nó làm cho con người của những người đó chìm xuống và họ không thể nào mà tiếp tục được. Đó, tự nhiên họ sẽ phải chết trong cái bài tập luyện đó. Thì những cái người còn lại, họ có những người thì họ sẽ bằng cách là họ thả lỏng cơ thể và họ cho họ hít một cái hơi đầu tiên. Khi họ thả xuống họ hít một hơi đầu tiên. Đó, họ giữ bình tĩnh mà, họ giữ bình tĩnh, họ tập trung, họ giữ bình tĩnh và họ không có hoạt động nhiều, họ giữ im tư thế như vậy.
và khi thả xuống thì họ hít một hơi, thả xuống như vậy thì họ chìm xuống, có nghĩa là họ không có vùng vẫy hay làm gì hết, họ giữ được cái bình tĩnh của họ đó. Thì trong lúc như vậy thì rất là nhiều người hoảng loạn thì họ sẽ vùng vẫy và họ tìm cách để vùng vẫy thật mạnh để mà vươn lên, nhưng mà không không được, họ càng hại. Thành ra là những cái người mà họ áp dụng cái cách đó là họ giữ bình tĩnh, họ giữ bình tĩnh và họ hít một hơi đầu tiên, tầm ví dụ như họ căn, ví dụ như từ đó xuống mặt nước tầm 30 giây thì họ sẽ hít căn cái lượng hơi thở đó và họ hít, họ chìm xuống và họ dùng sức của họ thật là mạnh, họ chân của họ đạp cái nền và họ bật lên một cái thì người họ tự nhiên búng lên, cứ họ thả người tự nhiên mà thoải mái thì họ tự nhiên là ngoi lên, sau lại tiếp tục hít vào hơn và cứ thế liên tục như vậy thì họ sẽ giữ được cái tính mạng của họ trong vòng 5 phút đấy, thì họ sẽ trải qua được cái 5 phút đó mà họ không phải bị mất sức và họ không phải chết. Và thành ra là đó là cái mà Khánh nghe trong cái chia sẻ của anh đó, Khánh bừng tỉnh ra, nếu như mình càng vùng vẫy trong cái lúc mà khó khăn, trong cái lúc mà đang nó bó buộc mình như vậy, nó sẽ càng làm cho mình trở nên là khốc liệt hơn, càng làm cho mình cảm thấy là mệt mỏi hơn, đúng không? Bởi vì mình tìm cách vùng vẫy trong cái vòng trói buộc đấy thì mình sẽ bị mất sức và mình cảm giác mình bị mệt mỏi hơn nữa. Và thì khi Khánh nghe xong câu chuyện đó, Khánh cảm thấy là đúng rồi, thời điểm này là thời điểm mình phải giữ bình tĩnh. Thì cái bài học đấy, cái câu chuyện đấy, nó Khánh cảm thấy là áp dụng ngay trong thời điểm này là được luôn. Có nghĩa là bây giờ mình cần phải bình tĩnh. Cái điều đầu tiên mình phải bình tĩnh, giữ bình tĩnh trong lúc này. Để làm sao? Để cho mình đỡ phải mệt mỏi, đỡ phải căng thẳng. Đó. Bây giờ mình chỉ cần là giữ bình tĩnh này, rồi mình tìm cách làm sao để mà sống sót được qua cái lúc này. Mình làm những công việc gì mà nó có thể trong khả năng của mình, trong khả năng của mình thôi, để có thể kiếm được thu nhập. Đấy, thì càng tốt. Còn không thì mình hãy tìm cách mình bảo vệ cái tính mạng của mình, làm sao mà mình sinh tồn được trong cái lúc ngặt nghèo khó khăn này. Đó, ai có chút tiền dư thì mình căn đo đong đếm làm sao, bởi vì được cái cuộc Khánh nói luôn là có thể cái dịch bệnh này nó như là một cái cuộc chiến lâu dài của mọi người luôn. Đó, mình phải xác định ngay từ đầu như vậy, bởi vì nó không còn phải là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng là trở lại bình thường được, mọi người thấy không ạ? Cái thời gian vừa qua và nhìn những cái nước ngoài, nước Mỹ hoặc là những cái nước họ đó, họ phải mất cả 1 năm, thậm chí là 2 năm để họ mới có bình thường như bây giờ được, đúng không? Họ phải dừng lại cả 2 năm trời, 1 năm trời. Việt Nam của mình mới đến thời điểm này là mới bao nhiêu, mới 3 tháng thôi đó. Thì mình phải biết là mình phải xác định luôn là đây là cái cuộc chiến lâu dài của mình đó. Mình phải xác định như vậy để mình làm sao lên kế hoạch đó. Mình chẳng hạn như mình có một chút tiền dư, đúng không, thì mình lên kế hoạch sao, chẳng hạn như mình cho cái thời hạn là 1 năm luôn, cái cuộc chiến này là 1 năm luôn, thì mình chia làm sao để làm sao mà mình sinh tồn cho mình, cho cá nhân mình và gia đình của mình trong vòng 1 năm đấy, để đảm bảo được có sự sinh tồn đó. Khi mà mình còn một chút tiền dư hoặc là mình có một cái điều kiện nào đấy đó, mình xác định được như vậy luôn để cho mình gọi là đỡ phải lo lắng, đỡ phải hoảng sợ, đỡ phải tìm cách vùng vẫy đó. Thấy chưa? Mình làm những công việc nào trong khả năng của mình thì được thì càng tốt, mình kiếm được một chút tiền chẳng hạn, nhưng phải đảm bảo an toàn, được thì càng tốt, còn không thì mình phải tìm cách sinh tồn đó. Rồi còn những ai mà đang khó khăn kinh tế, kiểu như là mình không còn cách nào để có thể kiếm được tiền mà bao áp lực đang dồn về mình, thì mình cũng nên giữ bình tĩnh đó, và xác định luôn cho Khánh là cái cuộc chiến này nó rất là lâu, có thể thậm chí 1 năm, 2 năm có thể luôn đó. Mình bây giờ đừng suy nghĩ là hết dịch mình phải kiếm công việc gì đó, hay là mình phải trong lúc dịch mình phải đi tìm một công việc gì đó để làm. Nó đôi khi như vậy nó sẽ làm cho mình gọi là mất luôn tất cả đó. Bởi vì mình phải nghĩ rằng đây là cuộc chiến khốc liệt, rất là căng go đó. Thì mọi người hãy cố gắng giữ bình tĩnh và chấp nhận cái sự thật là như vậy đó. Chấp nhận được cái câu chuyện là dịch bệnh nó đã xảy ra như vậy rồi, mình không còn cách nào khác là ngoài sự chấp nhận và giữ bình tĩnh cho bản thân của mình thôi đó. Thì ngay lúc này chúng ta cần làm đó là giữ bình tĩnh và
mình phải chấp nhận được cái câu chuyện là dịch bệnh nó xảy ra như vậy rồi, và có khả năng là nó phải kéo dài, có thể là một cuộc chiến lâu dài mà bắt buộc chúng ta phải chấp nhận nó. Đó. Cho nên mọi người phải hiểu rằng là không còn cách nào khác. Đó. Mình sống chung với dịch và mình tìm cách chấp nhận nó, và mình tìm cách để gọi là sinh tồn với nó. Đó, thì những ai mà đang có khó khăn về kinh tế mà đang phải nhận đang được nhận những cái trợ giúp từ nhà nước, từ những cái nhóm thiện nguyện về lương thực thực phẩm hay gì đấy, thì mình hãy tìm cách để mình căn đo đong đếm. Đó, chẳng hạn như cái gói cứu trợ này mình ăn trong một tuần thì cố gắng duy trì, chẳng hạn như một tuần đó mình ăn hết cái đó, vào tuần sau mình nhận tiếp nữa thì mình ăn trong tuần đó mình ăn đến 7 ngày như vậy, đừng có ăn quá còn 5 ngày còn 2 ngày kia nhịn đói, là nó sẽ làm cho mình rất là mệt mỏi, đúng không? Đó, làm mình lo lắng. Thành ra là mình phải có sự căn đo đong đếm trong những cái sự trợ giúp đấy, để cho mình gọi là cái sự sinh tồn của mình đó, mình phải làm sao để đảm bảo được sự sinh tồn của mình nó không bị đứt đoạn. Đó là cái rất là quan trọng ngay thời điểm này. Đó, mình bình tĩnh, mình xử lý. Và cái nữa là mình hãy tập trung chăm sóc, chẳng hạn như Khánh chẳng hạn, thì Khánh cố gắng giữ bình tĩnh rồi tiếp tục làm những công việc riêng của mình, chẳng hạn như là mình đọc sách hay là nấu ăn cho gia đình của mình, hoặc là mình thể dục thể thao, rồi mình có thể là nghe nhạc hay là làm những cái việc gì đó nó mang cái tính chất gọi là giúp cho bản thân của mình nó tốt lên. Đó, chứ mọi người nhớ là tránh những cái thông tin tiêu cực, mình đọc ít thôi. Mình phải lựa những cái thông tin nào chính thống, chẳng hạn như những tờ báo chính thống thì mình đọc 5-10 phút để mình cập nhật tình hình dịch bệnh như nào thôi, chứ đừng có suốt ngày lên mạng đọc từ thông tin này đến thông tin khác, nó sẽ làm cho mình gọi là cái đầu của mình nó không thoát được, nó không thoải mái được. Mình đọc rất là nhiều thông tin trên đó làm cho mình bị rối loạn đó, thành ra là làm cho mình rất là mệt. Đó là cái điều mọi người cần phải tránh nha, tránh né những cái thông tin tiêu cực trên mạng ra. Đó, thì một ý nữa đó là mình phải chuẩn bị cho mình một cái tinh thần, mình chuẩn bị cho mình một tinh thần để mình gọi là đối đầu với cuộc chiến dai dẳng này. Đó, mình phải xác định được như vậy luôn, và mình chuẩn bị cho mình một cái tinh thần mình chiến đấu với cái dịch bệnh như vậy. Đó, để gọi là mình không phải đầu hàng, hay là mình không phải lo sợ, hay là mình phải lo lắng khi mà cái dịch bệnh nó đang bùng phát như vậy, để làm cho mình gọi là đỡ phải lo sợ hãi. Đó, khi mình có sự chuẩn bị, tinh thần của mình tốt thì chắc chắn là mình sẽ vượt qua được. Khánh tin là cái điều đấy. Đó, Khánh tin khi mà mọi người chuẩn bị cho mình kỹ càng về cái sự bình tĩnh này, về cái sự chấp nhận này. Bình tĩnh trong lúc này cũng có điều rất quan trọng, và phải chấp nhận được cái thực tế là như bây giờ như vậy, nó làm cho mình đỡ hoang mang hoảng sợ, và mình gọi là lên tinh thần. Đó, mình lên tinh thần để mình gọi là chuẩn bị mình đối đầu với cuộc chiến này luôn, như một cái kẻ thù mình phải chống lại nó. Đó, mình chuẩn bị tinh thần thật là tốt, thật là kỹ, để mình không phải hoang mang, không phải hoảng sợ khi mà phải đối diện với nó. Bởi sao ạ? Nó cực kỳ khốc liệt, không thể nào mà mình né được nó đâu. Đó, mình phải đương đầu với nó thôi. Đó, đa số mọi người như vậy mà. Đó, thì đó là cái mà Khánh nhận ra được rằng mình cần phải làm gì ngay trong lúc này. Đó, cho nên là Khánh quay luôn cái video này để nói những cái quan điểm và những cái gì mà Khánh cảm nhận được ngay lúc này mình cần phải làm gì, để chia sẻ đến cho mọi người, để cho mọi người biết đâu đó sẽ giúp được cho mọi người có cái suy nghĩ khác hơn, và có cái sự chuẩn bị kỹ càng hơn, và có những cái sự gọi là mình đỡ phải lo lắng, mệt mỏi, đau đầu, và mình hoảng loạn, hoảng sợ hơn. Đó, thì hy vọng qua thông qua video này thì sẽ gửi được đến cho mọi người một số cái thông tin bổ ích, cũng như là cái thông điệp mà Khánh muốn chia sẻ đến mọi người. Đó, thì Khánh rất là mong mọi người sẽ luôn giữ được bình tĩnh, lạc quan trong mọi hoàn cảnh, và chấp nhận những gì nó đang xảy ra, và mình hãy giữ cho mình và mình hãy chuẩn bị cho mình tinh thần thật là tốt để vượt qua được cái giai đoạn khó khăn ngay lúc này nha. Đó, thì khi Khánh xin chắc Khánh xin tạm dừng cái video tại đây, và xin chúc tất cả mọi người có cuộc sống thật là an bình và an toàn, bình an trong lúc này nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Nếu thấy video này hay là ý nghĩa thì hy vọng mọi người sẽ cho Khánh một lượt đăng ký
hoặc là comment những cái ý kiến mọi người hoặc là những cái quan điểm của mọi người xuống dưới video này nha. Rồi một lần nữa xin chào và gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo nha. Bye bye.